Ăn đông rau chicasi cứng cây gồm 4 thành phần chính: kali vận chuyển chất dinh dưỡng cho cây trồng, calcium giúp cho mô tế bào cứng chắc, cây lúa thẳng đứng, cứng cáp, chống ngã độ, kháng sâu bệnh, silic giúp lột cái hỏng nhỏ lại, tránh mất nước qua lá trong điều kiện nắng nóng, giúp cải tạo đất. Chitosan kích thích hệ kháng bệnh trong cây, hạn chế sâu bệnh. Hãy sử dụng ăn đông rau chicasi cứng cây của tập đoàn An Nông.